Mới đây thì mạng xã hội gây sốt trước loạt ảnh xinh đẹp của Địch Lệ Nhật Ba khi hóa nàng tiên cá trong một sự kiện. Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh xinh đẹp của Địch Lệ Nhật Ba khi tham gia tiệc kỷ niệm 10 năm của Asian Shopping Center. Theo đó thì mỹ nhân Tân Cương gây sốt trong bộ váy xanh đính cườm lấp láy vảy cá. Nhiều netizen không khỏi trầm trồ và khen ngợi nhan sắc của cô nàng xinh đẹp tựa như một nàng tiên cá. Vẻ đẹp rạng rỡ của Địch Lệ Nhật Ba khiến mọi thứ bừng sáng. Chuyển sang một tin tức khác. Triệu Lộ Tư được biết đến với danh xưng mỹ nhân xuyên không, cô nàng sinh năm 1998. Nhờ gương mặt xinh đẹp khả ái mà Triệu Lộ Tư đang là một trong những tiểu hoa được săn đón nhất ở thời điểm hiện tại. Gây ấn tượng trong hàng loạt vai diễn đình đám, nhan sắc thật ngoài đời của Triệu Lộ Tư cũng được đánh giá vô cùng tốt. Cô sở hữu gương mặt bầu bĩnh, phúc hậu. Nhiều lần cô nàng khiến người hâm mộ phải trầm trồ về mặt mộc đẹp không tí vết của mình, với làn da trắng mịn, chiếc mũi cao và nụ cười tươi sáng. Tuy nhiên thì cô cũng thường bị phàn nàn về vóc dáng, không ít lần nữ diễn viên bị bắt gặp có thân hình kém thon gọn tại các sự kiện thảm đỏ. Bản thân Triệu Lộ Tư từng chia sẻ, cô là một người cực kỳ dễ tăng cân, chỉ cần nghỉ ngơi hay để bản thân thoải mái một chút là có thể tăng cân nhanh hơn những người khác. Theo tiết lộ thì nữ diễn viên từng nặng 56kg chứ không phải 72kg như những lời đồn ác ý. Số cân này không quá tệ với người thường nhưng lại khá báo động đối với ngôi sao nổi tiếng. Vì có gương mặt tròn nên nhìn Triệu Lộ Tư trên hình béo hơn ngoài đời thực rất nhiều. Ý thức được yêu cầu của fan hâm mộ về mặt hình thể, Triệu Lộ Tư đã tích cực giảm cân với sự tư vấn của chuyên gia về dinh dưỡng và thể hình để có thể tiếp tục đóng phim. Được biết thì mỹ nhân xuyên không đã mất 3 năm để giảm từ 56kg xuống còn 39kg. Ở thời điểm hiện tại, người đẹp đã sở hữu body hoàn hảo khiến nhiều người phải ghen tị. Điều đáng nói thì Triệu Lộ Tư duy trì cơ thể săn chắc hơn chứ không giảm cân quá đà, gây thiếu sức sống như một số người đẹp hiện nay. Cô nàng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mình tập yoga hay Pilates và ăn rau củ trái cây để duy trì vóc dáng. Các bạn có những suy nghĩ gì về những thông tin vừa rồi? Hãy để lại bình luận dưới video nhé. Còn bây giờ thì Thu Hà phải nói lời chào tạm biệt với các bạn đây. Xin chào và hẹn gặp lại.